Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn món baby octopus xào cay. Đây là cái baby octopus. Xong rồi đây thì có hành tỏi, dưa leo, cà rốt. Còn đây là cái sauce này. Cái sauce này thì tôi trộn 4 cái muỗng bột cay đây. 4 muỗng bột cay. Rồi cái này là gochujang cho 3 muỗng. Rồi kikkoman soy sauce 4 muỗng này. Xong rồi chừng 2 muỗng nước lạnh để cho nó như thế này là được rồi các bạn. Đó. Nó hơi sệt sệt vậy đó. Thì cái đầu tiên á là tôi sẽ cho một chút dầu vô cái chảo. Xong rồi cho tỏi, ớt, hành. Đảo nó lên một chút xíu là tôi cho dưa leo với cà rốt vô. Rồi chừng 2-3 phút đó là tôi sẽ cho cái baby octopus với cái sốt này vô. Đảo chừng 3-4 phút là được. Bây giờ tôi mời các bạn cùng tôi xem cái cách làm nhé. Nó thật là nhanh. Thì các bạn, trước tiên mình cho một chút dầu vô. Cái bắt đầu nó hơi nóng rồi đó. Bây giờ tôi cho tỏi với hành với ớt vô nha. Giờ tỏi được rồi nè, bây giờ cho cà rốt với dưa leo vô. Như các bạn, cái cà rốt với dưa leo được rồi, bây giờ tôi cho baby octopus với sốt vô nè. Thank you.
Rồi sau khi xào như này được 3 phút, 4 phút thì tôi cho chút dầu hào nữa là xong rồi. Dầu mè à? À, dầu mè nha. Cảm ơn các bạn, dầu mè. Rồi các bạn, thế là xong rồi đó. Cho chút hành vô cho nó đẹp. Rồi mời các bạn vô cùng thưởng thức với chúng tôi. Đây các bạn, cái dĩa baby octopus xào cây xong rồi đây. Đó. Bà xá bà dắt một chút mè lên trên đó, trông nó đẹp không? Đó, tôi chiếu gần chút nha. Cái này làm nó thật nhanh mà dễ nữa, thành ra các bạn thử làm coi. Nó không thua gì ngoài tiệm hết đó. Bây giờ mời các bạn ra bàn cùng tôi nhé, thử cái món này. Rồi bây giờ mời các bạn nhé. Giờ để tôi thử cái miếng octopus trước này. Trông hấp dẫn chưa? Thật là ngon. Khi mua cái octopus về đó các bạn, mình cho vô cái nước sôi đó, đun cái nước sôi lên, xong mình thả cái mấy cái con baby octopus này vô chừng 10 second lấy ra liền, thành ra nó quằn lại như này nè, xong lúc đó mình mới xào, nó ngon lắm. Giờ để tôi cắt cái này ra, một con nó hơi lớn đó, một con hơi lớn cắt làm đôi nè các bạn, cắt làm đôi. Còn con nào nhỏ thì ăn nguyên con cũng được. Bây giờ tôi ăn... Ăn thử cái lá mè kìa anh. Cái này cái lá mè này. Đó. Nó giống lá tía tô mình ha. À, cái này em mua một lá là em nói bao nhiêu? À, một đồng thì mà có 8 lá thôi. À, một đô la mà có 8 lá thôi. À, đó, cho nó vô. Rồi, cho anh chút cơm vô. Nó giống như lá tía tô mình ấy, nhưng mình họ kêu lá mè, nó không thơm bằng lá tía tô. Ngon. Cái nước sốt của nó đây. Thật là ngon, thật là ngon. Giản dị. Mời các bạn. Thật là ngon.
cho anh chút vô. Nếu mà các bạn muốn ăn kèm với cái chút tương cột chua vàng, lấy ra cái đĩa nhỏ cũng được, còn không thôi như thế này cũng được. Thơm ha, có mùi hành, mùi tỏi, đầy đủ gia vị, thơm. Dễ làm, ngon. Ăn với cơm ngon. Baby octopus. Chưa leo hành món này làm ăn buổi tối được em ha. Dạ. Vậy em cuốn cho anh cái hả? Cuốn gì em ăn đi. Em cuốn đi. Cuốn em ăn. Em cuốn cái nè, coi rồi. Này phải cắt nhỏ nhỏ ra này à. Mình. Thì em muốn cắt làm đôi, làm ba cũng được. Còn mà ăn thì ăn nguyên con, thấy nó đã. Em thì thích cuốn. Đây. Xin mời. Nó mềm hả? Được ha. Em tưởng nó dai nhưng mà nó không có dai. Các bạn nên làm thử cái món này ăn 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 ngon mà nó dễ lắm. Ở ngoài tiệm nó làm như này nhưng mà nó bán đắt lắm, nó không được ăn thoải mái như ở nhà. Ở nhà làm ăn cũng ngon vậy, đâu có thua gì ngoài đó. Mà nó rẻ tiền nữa. Coi nó cay nhưng mà thật ra nó cũng không có cay lắm đâu. Nó hơi cay cay thôi chứ không gọi là cay cay lắm. Mềm. Mềm ha. Giòn. Mềm mà mềm giòn. Cái nước sốt em chan lên cơm ăn cũng ngon lắm.
Đây, ngon không? Thank you. Có chồng biết nấu ăn cũng đỡ. Thì có người làm cái này, người làm cái khác, đâu có gì đâu. Mỗi người làm một kiểu. Ông ta thích nấu ăn, mình thích rửa chén, nói mỗi người một biệt. Cái Korean đó, nấu ăn cái thiệu, theo cái kiểu Korean đó, thì không phải tôi nói tôi làm ngon mà tôi làm được. Kim chi soup ở nhà, mấy cái món cay đó, tôi làm được. Cái lá này không biết người ta ăn nó Korean họ ăn nhiều. Đắt ha. Nhưng mà mình thì ăn lá tía tô thì cái vị cũng ngon hơn. Ăn với ăn với cơm ngon. Em làm cái nữa đi. Chấm chút bữa này đủ rồi. Chấm lại nó cay, không, nó không mặn mà nó cay. Được. Cái baby octopus này em mua bao nhiêu? $15 cái chỗ này, xong rồi rau cái này kia chắc cũng vỏn vẹn chưa tới 20 đâu, mà cả nhà hai người ăn một bữa đâu có hết. Đấy, cũng cứ lấy cái xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Ok, xin chào. Bye bye. Bye.